Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Hôm nay là 13 tháng 9 âm lịch các bác. Thì những cây mai vườn nhà em tạo nụ thì nó cũng đã lá nó cũng chuyển sang màu từ màu xanh sang màu hơi vàng rồi các bác nhé. Và có những cái lá đây các bác này, lá vàng nó rụng các bác này. Đấy. Còn những cây mà lá nó vẫn xanh lét ấy thì là nó sẽ quá trình thúc nụ sẽ kém hiệu quả các bác ạ. Đấy, thời điểm này thì các bác lưu ý là để quá trình làm nụ của cây mai nó diễn ra được tốt ấy thì các bác lưu ý là cắt chặn đọt cho em nhé. Đấy, các bác cắt chặn đọt đi. Cắt chặn đọt là thứ nhất. Đấy, thứ hai là chúng ta tưới nước. Các bác canh nước cho em. Là các bác canh nước hơi khô một chút các bác ạ. Đấy, để cái bầu đất nó hơi se khô một chút thì quá trình thúc đẩy làm nụ sẽ rất nhanh các bác nhé. Đấy, và khi tưới nước thì các bác tưới vào buổi sáng và tưới một lượng vừa đủ thôi. Tưới một lượng vừa đủ cho em. Đấy, tưới một lượng vừa đủ và tưới buổi sáng. Hạn chế tưới buổi tối các bác ạ. Tưới buổi tối là cây mai nó bị lạnh rễ. Miền Bắc tầm này vào mùa thu rồi, cây mai nó bị lạnh rễ là quá trình làm nụ, nuôi nụ rất là kém các bác nha. Nó bị lạnh rễ giống như mình bị lạnh chân ấy, sẽ không nụ nó sẽ không lớn được đâu. Đấy, các bác lưu ý là để cho bầu đất nó hơi se khô này. Đấy, và chặn đọt này và tưới nước vào buổi sáng này, hạn chế tưới nước vào buổi chiều tối. Đấy là các cái biện pháp tự nhiên để can thiệp thúc đẩy nụ phát triển tốt. Thế còn sau đó là chúng ta dùng các loại phân để mà thúc đẩy nụ các bác nhé. Hiện tại vườn em mình đang dùng cái phân là 040/40 để mà thúc đẩy nụ nó phát triển rất hiệu quả. Đây cây này nhà em thì không có tạo nụ này, cho nên lá nó vẫn xanh các bác này. Không có thúc nụ nên lá vẫn xanh này. Kể cả cây này cũng vậy này. Đấy, lá vẫn rất là xanh mướt này. Đây thời điểm vào tháng 6 tháng 7 thì em thường tư vấn các bác là dùng cái lân có hàm lượng lân cao là 10-60 để tạo nụ này. Còn bây giờ là vào tháng 9, giữa tháng 9 đến nơi rồi thì các bác phải dùng cái 040 này. Đấy, thì kết hợp là lân nó cao và kali cao thì quá trình thúc nụ sẽ nhanh các bác nhé. Đấy, hiện tại là vườn em đang dùng cái 040 này kết hợp với phân hữu cơ các bác ạ. Đây là phân hữu cơ để mà thúc đẩy quá trình nụ nhanh, nhanh lớn và nhanh phát triển. À, thời điểm này thì cũng rất nhiều anh em mua mai ở trong miền Nam ra thì có hỏi em là tại sao em mua ra cây nó bị chết, mua về được một tuần thì nó chết ấy. Thì các bác lưu ý là nếu các bác mua mai từ trong miền Nam ra và dạng cây đánh bầu nhé, cây đánh bầu thì các bác phải mua vào tầm đầu tháng 2 hoặc là giữa tháng 2, trong tháng 2 âm lịch, tức là đầu xuân ấy, tức là chính xuân ấy. Còn các bác mua vào thời điểm này là vào mùa thu rồi là cây nó không phát triển được, nó không ra rễ được. Mà những cây đánh bầu ấy, bầu đất rễ nó quánh lại, gần như là nó sẽ đặc kẹt luôn, gần như là vận chuyển đánh cây từ dưới đất lên, vận chuyển từ trong Nam ra ngoài Bắc này là cây đã rất là chột và gần như là nhựa, gần như khô hết rồi. Nên ra ngoài này cái tỷ lệ sống rất là thấp các bác ạ. Tỷ lệ sống rất là thấp ở thời điểm mùa thu này và mùa đông và thời điểm giáp Tết. Nếu bác nào mua cây mai mà đánh bầu từ miền Nam ra thì cái tỷ lệ sống rất là thấp. Mà có những cây sống được thì nó cũng chỉ là oặt oèo thôi các bác. Đấy, cho nên là các bác lưu ý là mua những cây mai đánh bầu từ miền Nam ra thì các bác mua vào chính xuân tháng 2 cho em. Đấy, các bác mua vào chính xuân tháng 2 là tốt nhất. Thời điểm đó là cây cối vạn vật nó nảy nộc là nó mới phát triển được các bác nhé. Thế còn vào mùa thu thế này thì các bác thấy cây mai bình thường ngoài miền Bắc này nó cũng có đi đọt đâu đúng không? Nó không đi đọt được thì rễ nó không đi được, đọt nó không đi được thì rễ không đi được, rễ không đi được thì cây nó cứ nhựa, nó khô dần thôi là nó chết thôi. Đấy. Hoặc là thời điểm này mà bác nào mà mua thì các bác lưu ý là mua cây trên chậu cho em. Mua cây trên chậu mà phải đóng cả chậu ra nhé, đóng cả kiện, đóng cả chậu ra thì mới bảo đảm. Đấy. Còn không thì các bác có thể tìm những cây mai trên chậu như thế này, hoặc vườn nhà em là có cung cấp luôn. Đây nhà em cũng có cung cấp mai giống này, đế rất là đẹp các bác này. Đế rất đẹp nhé, đế quái này các bác này. Đấy, 300.000 hai cây, em bán là 300.000 hai cây. Đảm bảo với các bác là sống 100% luôn. Em có bảo hành, cây nào chết thì sẽ đền bù cho các bác. Đấy, các bác phải mua những cây mà nó ở trên chậu như này, mua về nó không đứt một cái rễ nào.
chứ mình mua một cái cây nó người ta đánh ở dưới đất, đánh ở dưới đất lên cây đất rễ nó chột rồi đấy, và cây nó chứa một cái bộ tàn lá như vậy thì chuyển từ miền Nam ra miền Bắc nó mất khoảng 7 ngày 10 ngày thì cây gần như khô nhựa và nó sẽ suy các bác nhá. Đây em quay một số cây để các bác xem này. Đây, đế rất đẹp các bác nhá. Cây mai nó ăn thua nhau hay không nó ở bộ đế này các bác này. Tay cành lá chúng ta hoàn toàn có thể nuôi được, uốn theo ý mong muốn của chúng ta, nhưng mà cây mai bộ đế là phải tạo tác ngay từ ban đầu các bác. Đây, nụ rất nhiều, giống mai rất dễ làm nụ các bác này. Rất dễ làm nụ. Hiện tại cây này nhà em không bón một cữ phân làm nụ hay tạo nụ nào cả. Đấy, giống mai Thủ Đức. Đấy, làm đế quái các bác nhá. Đây, rất nhiều nụ các bác này. Cực kỳ dễ làm nụ. Thế cho nên là các bác mua về là nó chỉ sẵn chơi Tết thôi. Và ra Tết thì mình lại có cây để chơi các bác ạ. Đấy, cây nằm trên chậu sẵn như này. Chuyển ship cho các bác là sẽ không có bị đứt một cái rễ nào cả. Thế nên là các bác yên tâm là sống 100%. Đấy, thế còn bác nào mà thích những cây trong miền Nam thì các bác nên mua những cây trong chậu. Bảo người ta chuyển cả chậu ra sẽ tốt nhất các bác nhé. Bảo chuyển cả chậu sẽ tốt nhất. Nhà em bán thì chuyển cả chậu luôn. Nhà em thì có cả mai giống này và những cây mai to. Bác nào cần những cây mai to thì cũng alo vườn nhà em thì em ship cho các bác. Đấy, toàn cây đế quái đó các bác, đế đẹp thôi. Đấy. Rồi em xin phép kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp sau.